Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Và Vượng Hạnh xin được kính chúc cho tất cả mọi người có được một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Tiếp tục thì đến với video ngày hôm nay, Vượng Hạnh TV xin được cập nhật với toàn thể quý ông bà, các anh chị cùng toàn thể mọi người trong và ngoài nước một số cái thông tin cực kỳ mới liên quan tới đàn gà con. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, thì trong buổi tối ngày hôm qua thì có một cái sự kiện rất là mới, đó là Tuyết Nhung và Thiên Ngân cũng được mời xem một bộ phim, đó là bộ phim Vong Nhi của Hoàng Tuấn Cường. Thưa quý vị, đó là bộ phim của Hoàng Tuấn Cường. Thì cái vé mời đó là trân trọng kính mời ca sĩ Tuyết Nhung tham dự buổi ra mắt phim, thời gian vào thứ ba ngày 31 tháng 1 năm 2023, tức là 18 giờ 0 phút đón khách, 19 giờ thì chiếu phim. Địa điểm tại Galaxy Nguyễn Du, 116 Nguyễn Du ở quận 1. Và Thiên Ngân cũng vậy, cũng được mời, trân trọng kính mời ca sĩ Thiên Ngân tham dự buổi tối ra mắt phim, thời gian cũng như là cái thiệp mời của Tuyết Nhung. Thưa toàn thể mọi người, thì tất cả các quý vị cũng biết là trong đó thì Tuyết Nhung và Thiên Ngân cũng đã mặc một cái trang phục rất là mới và rất là đẹp. Thưa quý vị, thì các em ấy được Hoàng Tuấn Cường cũng mời tham gia bộ phim này. Trong khi đó thì em Tuyết Nhung thì cũng đã đăng tải một số cái dòng trạng thái ngày hôm qua để lên cái trang cá nhân của mình như sau: không biết nói gì ngoài hai chữ tuyệt vời, một bộ phim thật đầy cảm xúc và ý nghĩa, đặc biệt là rất thực tế. Và con cũng xin được cảm ơn chú Hoàng Tuấn Cường đã mời con tham gia buổi ra mắt phim Vong Nhi, một người chú mà con cực kỳ ấn tượng vì chú rất kỹ và nghiêm khắc trong lúc chú làm việc. Rất hãnh diện khi được làm việc cùng với chú trong MV Ngồi Buồn Nhớ Mẹ của mẹ con. Em cảm ơn chị Lê Trang đã mời hai bé tham dự phim để hai bé có tận hai cái thiệp mời hè hè. Con chúc phim Vong Nhi được doanh số cao ơi là cao nhen. Và đó cũng là những cái lời chia sẻ của Tuyết Nhung lên cái trang cá nhân của em ấy. Thưa toàn thể các quý vị và các bạn, và cũng có rất là nhiều những cái lượt bình luận cũng gửi lời chúc cho Thiên Ngân. Thưa quý vị, hai chị em con dễ thương, cố lên nha, cố lên nha con. Cô nghe con nhắc chú Hoàng Tuấn Cường tự nhiên thấy nhớ mẹ con trong ban nhạc Quyền Năng, mẹ có hát cho chú nghe đó. Hai cô công chúa của nhà Quỳnh Nhung lúc nào cũng đáng yêu và xinh đẹp, yêu quá đi, dễ thương lắm hai con gái. Đó là một số những cái lượt bình luận. Thưa toàn thể mọi người, vậy là Tuyết Nhung lĩnh vực nào cũng được thưởng thức. Chúc con luôn thành công trong mọi lĩnh vực nhé con gái. Đó là những cái lời chia sẻ của một số quý vị khán giả. Thưa toàn thể mọi người, phong cách Tuyết Nhung Thiên Ngân nay mới lạ và bắt mắt lắm. Tuyết Nhung làm tóc giống mẹ Nhung nè, thật dễ thương. Đó là những cái lượt bình luận rất là dễ thương. Thưa toàn thể quý vị, thì trong cái bộ phim tối ngày hôm qua thì thưa quý vị là khi mà được Hoàng Tuấn Cường, tức là chú Hoàng Tuấn Cường của Tuyết Nhung, cũng đã mời em ấy tham dự cái bộ phim ra mắt cái bộ phim Vong Nhi, thì Tuyết Nhung và Thiên Ngân cũng có những cái bộ đồ rất là lịch lãm và rất là đẹp. Thưa quý vị, và trong khi đó thì Thiên Ngân cũng có đăng tải lên cái dòng trạng thái của em ấy lên cái trang của mình, cái trang cá nhân của mình như sau: phim siêu hay luôn cả nhà ơi, hôm nay em được đi sự kiện với một giao diện mới lạ, mong cả nhà đón nhận ạ. Cảm ơn chú đạo diễn Hoàng Tuấn Cường và chị Lê Trang đã mời con trong buổi tối ra mắt phim lớn như vậy, vinh hạnh lắm ạ. Chúc phim sẽ được tất cả quý vị khán giả đón nhận nhiệt tình ạ. Cả nhà ơi, ra rạp quay phim đi, ra rạp quay phim đi nào, ý nghĩa lắm.
Đó là những cái lời mà chia sẻ của em Thiên Ngân. Thưa toàn thể quý vị, thì có rất là nhiều những cái, cũng có một số cái bình luận rất là ý nghĩa. Hai con hôm nay đẹp quá, chúc cho hai con thành công trong cuộc sống nhé. Thiên Ngân cũng trả lời cảm ơn cả nhà yêu, nhớ ra rạp xem phim và cảm nhận phim nhé cả nhà. Chúc cả nhà mình ngủ ngon ạ. Đó là Thiên Ngân đã trả lời một số cái bình luận. Thưa toàn thể mọi người, nãy đợi mấy đứa ra chụp hình mà không thấy đâu luôn. Ơ hì hì, chắc do tụi em đi bên kia á, lúc đầu tiên bên chị mà xuống bên kia thì gặp nhá. Đó là cái trả lời của Thiên Ngân. Thưa quý vị, Thiên Ngân cũng trả lời rất là nhiều những cái bình luận, và Diễm Phạm cũng vào bình luận cái bài của Thiên Ngân. Diễm Phạm cũng vào đây bình luận. Thưa toàn thể mọi người nhé, tuyệt lắm Thiên Ngân, dáng con diện đồ nào cũng đẹp, được đi dự nhiều sự kiện là niềm vinh hạnh rất là lớn của người nghệ sĩ. Các con đã thật sự trưởng thành rồi đó. Cảm ơn, con cảm ơn mọi người nhiều. Thì các quý vị cũng đã biết là trong cái buổi tối ngày hôm qua thì Thiên Ngân và Tuyết Nhung cùng với ba Diễm Phạm cũng đã đi coi phim và cũng đã được đi dự bộ phim này. Thì trong đó thì cũng có một cái sự rất là đặc biệt, thưa quý vị, đó là Trường Sang thì cũng được đi tham dự cái bộ phim này cùng với Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Và Trường Sang cũng đã lên tiếng và cũng đã đăng tải trên cái trang cá nhân của em ấy là như này: chuyện của tối qua một bộ phim thật hay, con cảm ơn chú Giai đã cho tụi con có những bức ảnh đẹp, photo Phạm Thành Trung. Đó là những cái lời chia sẻ của Trường Sang lên cái trang cá nhân của mình. Thì các quý vị cũng đã biết là ngày hôm qua thì Trường Sang cùng với Thiên Ngân và Tuyết Nhung cũng đã tới dự cái bộ phim này và cũng đã chụp hình với nhau rất là nhiều, cảm giác như rất là thân mật, thưa quý vị. Thì tuy rằng là như vậy thôi nhưng mà thực ra là các em ấy vẫn cứ thường xuyên có thể là đi cùng nhau, nhưng mà trong cái chuyện đó thì chúng ta cũng không thể biết được, đúng không ạ? Và có cả mẹ nuôi của Trường Sang cũng chụp hình cùng với Diễm Phạm, Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Trường Sang. Thì các quý vị cũng đã thấy là những cái hình tượng và những cái bức ảnh rất là đẹp từ phía Tuyết Nhung và Thiên Ngân, và những cái bộ đồ cực kỳ đẹp mà khi đi dự phim. Đó là những cái bộ đồ thật sự là trông rất là lịch lãm và sang trọng, đúng không thưa quý vị? Và Tuyết Nhung cũng đã thể hiện được những cái mà rất là giống chị Phi Nhung ngày xưa, thưa quý vị. Trông rất là hiền dịu, nết na và trông rất là cảm tưởng như rất là bình thường nhưng thực ra rất là sang trọng và lịch lãm, thưa mọi người. Thì Tuyết Nhung và Thiên Ngân cũng đã thể hiện được cái tình cảm và cũng như là cái phong thái thật sự rất là giản dị, cũng như là có một cái gì đó rất là giống mẹ Phi Nhung của mình. Đó là những cái điều mà thật sự rất là hạnh phúc. Và Thiên Ngân và Tuyết Nhung thì cũng cảm giác cũng rất là hạnh phúc khi mà được mời dự tham gia cái bộ phim Vong Nhi này, thưa quý vị. Và các em ấy cũng đã khoe tất cả những cái gì, cái thiệp mời của mình lên trên trang cá nhân, thì thật sự là có rất là nhiều những cái lượt bình luận và có rất là nhiều người cũng đã vào để ủng hộ và có rất nhiều lượt chia sẻ. Thì sau khi em ấy đăng tải cái bài này thì cũng đã có 13 lượt chia sẻ, thưa quý vị. Đó là cái điều mà hạnh phúc nhất khi khán giả quan tâm, khán giả cũng chia sẻ và động viên cho các em ấy rất là nhiều. Và ngày hôm qua, thưa quý vị, là Tuyết Nhung cũng đã buộc tóc rất giống mẹ Phi Nhung. Đó, các quý vị, cả Thiên Ngân cũng vậy, cũng có mái tóc cực kỳ giống mẹ Phi Nhung. Thế được, chúng ta mới biết là cái quan trọng là những cái gì mà đàn gà con mang lại cho chúng ta hiện tại thì thật sự chúng ta cảm thấy rất là hãnh diện, cũng như là cảm thấy rất là giống mẹ thì chúng ta lại càng yêu các em hơn, đúng không thưa mọi người? Thì tất cả mọi người cũng mong cho Tuyết Nhung và Thiên Ngân sau này rồi sẽ trưởng thành và phát triển hơn nữa, và có thật nhiều những cái mà sau này để cho khán giả được thưởng thức, cũng như là khán giả được chiêm ngưỡng những cái gì mà mẹ Phi Nhung đã để lại cho các con, đúng không ạ? Thật sự những cái bức ảnh rất là ý nghĩa và những cái bức ảnh rất là đẹp, thưa quý vị. Và ngày hôm qua thì kể cả ba Diễm Phạm nữa cũng đưa các con đi, thật sự là cái tình cảm nó rất là lớn, thưa mọi người. Và em cũng xin được cập nhật tới đây, cũng xin được cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã xem ủng hộ cho Vượng Hạnh. Và em cũng xin chúc cho tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống.
Quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông ủng hộ cho Vượng Hạnh TV nha. Vượng Hạnh xin được cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn rất nhiều.